những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Nụ hôn đầu đời của sao Việt, Hương Giang vật vã, Harugon hôn bạn trai 3 tiếng đồng hồ đến nỗi môi tím ngắt. Harugon Lan Ngọc Hương Giang bất ngờ chia sẻ về nụ hôn đầu đời của mình trong tập 10 chương trình Quý Ông Đại Chiến. Bên cạnh sự hào hứng với màn xuất hiện của năm cực phẩm, khán giả sẽ liên tục há hốc mồm. Là những người phụ nữ thành công trong giới showbiz, nhưng Harry, Lan Ngọc hay Hương Giang lại khiến hàng triệu khán giả thật sự kinh ngạc khi nhắc đến nụ hôn đầu đời đầy cuồng nhiệt của chính mình. Trong tập 10 chương trình Quý Ông Đại Chiến, hội chị em Harry, Lâm Vĩ Dạ, Ninh Dương, Lan Ngọc, Hương Giang sẽ xuất hiện cùng năm quý ông lịch lãm. Bên cạnh những câu chuyện xoay quanh tình yêu, sự âm hiểu của các quý ông đối với phái đẹp, tuần này khán giả còn phải kinh ngạc trước những tiết lộ về nụ hôn đầu đời của các quý cô đình đám showbiz Việt. Trong vòng thi hỏi đáp phối hợp dành cho năm quý ông, MC Thành Trung liền đặt câu hỏi: "Hãy liệt kê ba tính từ về nụ hôn đầu tiên của bạn." Hầu hết các chàng trai dù cao to lực lưỡng, hiểu kỹ càng phụ nữ đến đâu thì đều bỡ ngỡ trước nụ hôn đầu đời của mình. Sau khi nghe hết 5 phần trả lời đến từ năm quý ông của chương trình, MC Thành Trung liền khẳng định: "Dù cánh đàn ông có hay chủ động trong tình cảm, nhưng riêng chuyện hôn thì không thể nào bằng phụ nữ được." Minh chứng cho khẳng định của MC Thành Trung là đúng, Harugon, Lan Ngọc, Hương Giang không ngần ngại kể về lần đầu được hôn của mình. Là người tiết lộ đầu tiên, Lan Ngọc thổ lộ nụ hôn đầu đời của mình là bị hôn trộm và cưỡng chế. Lan Ngọc nói thêm: "Em cũng ráng dãy dụ lắm, nhưng một hồ là em chiều theo." Đối với Hoa hậu Hương Giang, nụ hôn đầu đời của cô đã trao cho người cô yêu đơn phương suốt 3 năm dài đăng đẳng. Hương Giang tiết lộ: "Hôm đó em được bạn ấy hẹn đi cà phê, em đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho và biết thế nào cũng có chuyện xảy ra, nên đã xem tham khảo rất nhiều clip." Chính cô Hoa hậu cũng rất hào hứng tiết lộ luôn ba từ diễn tả nụ hôn đầu đời của mình: tuyệt vời, điêu luyện và vượt vã. Sau nhiều năm trôi qua, như Hương Giang khi kể lại, vẫn không thể tưởng tượng được lúc đó nụ hôn đầu đời của mình lại có thể tuyệt vời đến như vậy. Đặc biệt với Harry Won, cô nàng khiến tất cả mọi người sửng sốt khi tiết lộ lần đầu hôn của mình kéo dài tận 3 tiếng đồng hồ. Harry chia sẻ đó là khoảnh khắc hai người ngồi cạnh nhau trong công viên. Sự hồi hộp dường như lớn át mọi thứ, cho đến khi nụ hôn đầu đời được trao cho người bạn trai đầu tiên của mình. Cuộc hành trình của Harry cùng bạn trai đầu tiên bắt đầu từ buổi chiều, cho đến khi hôn xong, mở mắt ra bầu trời đã sụp tối. Harry khiến tất cả mọi người há hốc: "Em hôn đến tận 3 tiếng, đến nỗi môi em tím ngắt. Về đến nhà em gái em hỏi môi bị sao mà sưng đến như vậy. Tất cả những gì đầu tiên đều trở nên khó quên, đặc biệt là nụ hôn đầu đời của mình." Đối với những cô nàng nổi đình đám trong showbiz Việt, tiết lộ những lần trao nụ hôn đầu tiên cũng trở nên thật đặc biệt. Bên cạnh sự chia sẻ đầy chân thật, hài hước và những câu chuyện bao giờ được tiết lộ từ hộ chị em cùng năm quý ông xuất hiện trong chương trình, tuần này khán giả sẽ được lắng nghe ca khúc đình đám Hơn Cả Yêu với sự góp mặt của ca sĩ Đức Phúc tại Quý Ông Đại Chiến.